Chào anh em nha, giới thiệu với anh em cây Yamaha CBX 500 OVS. Mình sẽ để cái tên ở trên màn hình cho anh em tham khảo nha. Thường thì anh em thấy mình giới thiệu dòng đàn ABX đúng không, còn là CBX. Thì cái dòng CBX này nó đặc biệt hơn, có nghĩa là cái thùng đàn nó sẽ to hơn nha. Thằng ABX anh em bình thường là cái thùng nó sẽ mỏng như vậy nha, thì thùng nhỏ, còn cái này thùng to để dành cho anh em chơi mọc luôn. Anh em nào muốn chơi cái tiếng mọc nó to to á, có nghĩa là đánh không cần gắm âm ly á, thì tiếng nó sẽ to tự nhiên, là những cây như thế này nha anh em nha. Những cây như thế này nó sẽ to tự nhiên, âm mọc nó sẽ lớn hơn những cây khác, có nghĩa là nó sẽ dành cho những anh em thích âm mọc nó lớn. Và cái này nó cũng là EQ Yamaha, EQ zin của nó nha. EQ này thì nó có tuner chỉnh dây, anh em bấm vô tuner thì chỉnh dây trên đây nha, nốt nó sẽ hiện đây nha, nè mi nè, la nè, rê, đã đại khái vậy nha anh em nha. Thì trên này nó có tuner chỉnh dây, nó cũng khá tiện lợi, kiểu EQ đời mới mà nó hiện đại hơn chút. Ngoại hình đẹp nè anh em, cây này mình đang bán thanh lý nha anh em nha, giá 4.200.000, 4.200.000 đây, đẹp anh em, đẹp nha. Đây là cái miếng dán chống xước nha nè, miếng dán chống xước, miếng dán trong nha, lát mình quay gần cho anh em coi luôn. Eo đàn đẹp, eo đẹp, lưng cũng đẹp luôn. Vấn đề duy nhất của mình cần nói với anh em là nó bị sức một miếng ngay cái chỗ cái khóa, cái ốc cái khóa đây nè, lát mình quay gần cho anh em coi đây, nhỏ nhỏ nha anh em nha. Rồi thanh lý rẻ 4.200.000 luôn, đàn kèm bao, bảo hành đàn 1 năm. Anh em nào muốn lấy cái khay, muốn lấy cái hộp thì mình tặng anh em cái hộp nha, thì mình đổi cái bao qua cái hộp thôi. Tất nhiên là cái hộp nó cũng đại khái chứ không phải là hộp rất là xịn sò này kia đâu nha anh em nha. Rồi quay gần anh em coi, rồi test cần phím luôn, test EQ RAM đi cho anh em nghe luôn nha. Đây mình quay cái tem cho anh em coi nha. Yamaha Combat Series CBX 500, số 2 là mã OVS, Made in Indonesia. Series này là series đời mới nha anh em nha, được sản xuất tại Indonesia nha. Rồi mình quay gần cho anh em coi, đàn thì nó khá là đẹp nha anh em nha. Đây nè, mặt tốp đẹp nè anh em, đẹp nha. Đó, đẹp. Cái này là miếng dán chống xước nha, miếng dán trong nó cũng khá là hiếm anh em. Mình kiếm miếng dán này mua hơi hiếm nha, tại vì nó dán sẵn bên đó thôi chứ mình cũng không có dán đâu. Eo đẹp, eo đàn đẹp nè, eo đẹp. EQ zin Yamaha nè anh em. EQ cái tuner nãy mình nói với anh em đây nè. Đó nha. Rồi cần, cần khá mướt luôn nha anh em nha, cần phím khá là đẹp luôn, Yamaha. Rồi mặt cần lưng đây cũng vậy nè anh em, cần đẹp. Cái chỗ cơ xước mình nói với anh em nó cứng đây nè, đó ngay chỗ cái ốc khóa này nha anh em nha, và đã được xử lý hoàn toàn ok hết rồi, nó chỉ có cái thẹo đây thôi nha, cho nên mình bán rẻ luôn 4.200.000. Còn lại đàn thì tất cả các cái nó đẹp hết nha, âm cũng ok nữa. Mình đo action anh em coi nè, dây 1 chuẩn nè, dây 6 chuẩn nè, đẹp hết nha anh em nha. Rồi test cần phím anh em coi. Cái cây này thì âm mọc nó sẽ vang hơn, nó to hơn cái dòng ABX chút nha anh em nha. Cần phím ok nha anh em nha, không có nốt nào rè tè, không nốt nào lỗi gì hết. Bây giờ mình rải hợp âm, rải nhẹ, rải đều để anh em nghe cảm nhận cái âm mọc của nó nha. Đó là âm của nó khi mà chơi mộc nha. Rồi anh em mình sẽ chơi đến cái âm khi ra âm ly. Đó anh em nghe thấy không, kết nối âm ly mà anh em gõ thì nghe nó bụp bụp là thấy nó uy tín rồi, khá to mồm nha, mình đoạn nhỏ là chút xíu. Rồi rải 6 giây anh em nghe nè, 6 giây tiếng rất là đều nha, rất đều. Rồi,
mình cũng rải hợp âm nhẹ đều, anh em nghe cảm nhận cái âm khi nó kết nối với âm ly. Ram đi rất là sạch, rất là đều nha anh em nha. Rồi Yamaha CBX 500 nha anh em nha. Mình có quay cái tem cho anh em coi đó. Thì đàn mình bán với giá là 4.200.000 nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có. Cảm ơn anh em nhiều. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ shop.